Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Vẫn là mình Monsu đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ check cho lại cho anh em một cái sự kiện đang diễn ra mà mình thấy có nhiều anh em quan tâm về cái sự kiện này khá là nhiều. Đó chính là cái sự kiện ưu đãi giảm 40k cho chuỗi công mới. Cái này thì nó đơn giản thôi. Các bạn nạp một gói nạp từ 50k trở lên sẽ giảm 40k, áp dụng từ ngày mùng 10 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 đối với hình thức nạp qua Zalo Pay. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ đọc cái đối tượng tham gia là cái quan trọng nhất mà các bạn phải nắm được. Chúa công chưa từng thực hiện giao dịch thanh toán trên Zalo Pay, trong đó giao dịch lì xì, chuyển tiền trên Zalo, gửi quà mừng, chuyển tiền từ tài khoản Zalo Pay này đến số thẻ hoặc số ngân hàng, hoặc là rút tiền về tài khoản thẻ hoặc là tài khoản ngân hàng, thì những cái này sẽ không tính là giao dịch thanh toán. Đấy, có nghĩa là những cái đối tượng mà có thể tham gia được cái event này, sự kiện này ấy, thì sẽ là những cái người mà có tài khoản Zalo Pay nhưng mà chưa từng dùng tài khoản để thanh toán bất kỳ dịch vụ gì trên thông qua Zalo Pay. Đấy, ví dụ như là các bạn mua hàng thanh toán này, các bạn mua thẻ điện thoại, mua vân vân ở mây mây, các bạn sẽ thanh toán. Đấy, thanh toán bằng Zalo Pay, hay kể cả nạp game thông qua Zalo Pay, tuy rằng nó là một tựa game khác, có thể là vẫn của VNG nhưng là một tựa game khác. Đấy, thì tất nhiên những người mà thanh toán tựa game này không được tham gia rồi, nhưng đây là những tựa game khác cũng không được, hay là bất kỳ một cái giao dịch thanh toán tiền nào đó của các bạn diễn ra trên Zalo Pay đều không được. Các bạn mua hàng trên Lazada, mua hàng trên Shopee các kiểu, đấy, thanh toán qua Zalo Pay đều không được chấp nhận. Cứ là thanh toán mất tiền thì các bạn sẽ không được chấp nhận, trừ những cái như kiểu lì xì này, Tết này, chuyển tiền trên Zalo này, gửi quà mừng này, hay là chuyển tiền qua lại, chuyển tiền từ tài khoản Zalo Pay này đến số thẻ, số ngân hàng, hay là rút tiền về. Chứ còn tất cả những cái khác gọi là thanh toán đến bất kỳ người dùng khác đều gọi là tài khoản, thì mới chấp nhận là tài khoản được điều kiện để tham gia. Nếu mới nói như vậy thì nó không khác gì một tài khoản trắng cả. Ở một tài khoản mới tinh, mới lập mà chưa từng giao dịch một cái gì hết, và nó cực kỳ khó luôn. Đấy. Và khi mà các bạn giao dịch ấy, thì các bạn vui lòng vào trong phần thanh toán. Các bạn vào trong phần nạp tiền ấy, như thế này chẳng hạn, ta nhập tài khoản vô, sau đó các bạn chọn một cái gói giá trị 50k. Ở đây mình không biết là cái gói 50 point này có được không, bởi vì cái gói này ấy, khi mà các bạn thanh toán bằng Zalo Pay sẽ chỉ còn có 47.500 thôi, nên nghĩa là nó sẽ không có mức giá từ 50k đổ lên, nên tôi không rõ là cái gói này có được không, bởi vì cá nhân tôi không có một tài khoản Zalo Pay nào đến bây giờ mà chưa thực hiện thanh toán này, mà test cái tính năng này thực sự luôn là như vậy, chưa từng có luôn. Rồi các bạn bấm vào phần thanh toán này sẽ hiện ra một cái mã QR, và ở trên thiết bị di động của các bạn ấy, các bạn đăng nhập vào tài khoản Zalo Pay, mình sẽ để trên màn hình nhá. Đấy, đăng nhập vào như này, các bạn bấm vào phần quét mã ở dưới này, các bạn quét cái mã thanh toán đấy để mình quét thử cho các bạn. Đó, mình test cho mọi người xem thôi. Đó, tại đây thì các bạn nhấn vào phần chọn hoặc nhập mã ưu đãi. Đó, tại cái mục này các bạn nhập vào đây là Zalo Pay 40, hoặc nó có thể hiện ở dưới này cho các bạn chọn, hiện ở dưới phần ưu đãi này cho các bạn chọn. Tất nhiên với tài khoản của mình thì nó sẽ không được chấp nhận, và mình nghĩ nhiều người cũng sẽ không được chấp nhận như thế này, bởi vì tài khoản này của mình đã thanh toán khá nhiều game của VNG rồi, chứ đừng nói là những cái việc mua sắm các kiểu, chắc chắn là không có được. Đấy, thì anh em để ý giúp mình một tí, đây là một cái hướng dẫn để anh em, nếu anh em mà chưa từng sử dụng Zalo Pay thì các bạn phải sử dụng. Các bạn có thể tải ứng dụng về và nạp tiền thử. Cái này sẽ giảm cho các bạn 40k với những cái gói trên 50k. Có nghĩa là những cái gói các bạn nạp 500k nó cũng giảm 40k. Triệu cũng giảm 40k. Mà nạp gói 50k thì nó cũng giảm 40k. Kiểu như vậy cho các bạn. Đó. Ngoài ra ấy, thì ở trên cái tài khoản Zalo Pay của các bạn ấy, các bạn sẽ phải đăng ký gọi là xác minh chứng minh nhân dân, xác minh người dùng ấy, rồi liên kết tài khoản ngân hàng, các bạn phải làm những cái đó.
thì nó mới được chấp nhận. Đấy, các bạn phải làm hết những cái đó thì mới được chấp nhận, thì mới có thể thanh toán được. Đấy, sau khi các bạn thanh toán thì nó sẽ có chỗ chọn, nó sẽ tự khấu trừ đi cái giá của nó cho mọi người. Đấy, đấy là một trong những cái ưu đãi của trong cái sự kiện này. Đấy, các bạn nhớ nhập cái gói Zalo Pay 40 này. Đấy. Ngoài ra nó sẽ có ưu đãi tặng voucher giảm 50k, tối đa 10k, áp dụng khi thanh toán 3G. Đây là những cái ưu đãi mà bất kỳ người dùng nào hình như là khi các bạn tải Zalo Pay về các bạn gần như đều có. Đây là những ưu đãi mà gần như các bạn sẽ không, thời điểm hiện tại giờ các bạn sẽ không, những ai không dùng nó tự hết thôi. Đấy, cập nhật phiên bản mới này, định danh tài khoản hoặc liên kết ngân hàng. Đấy, định danh tài khoản nghĩa là xác minh tài khoản đó, rồi liên kết ngân hàng. Và mình nói thật là với cái điều kiện giao dịch như này thì nó thực sự là hơi khó. Đấy, nghĩa là gần như sẽ không có ít người dùng chơi game của VNG thời điểm tại bây giờ. Với cái thời đại công nghệ số như này, hiếm có ai mà trong thiết bị di động của họ không có tồn tại một cái cổng thanh toán online đó. Thực sự luôn. Nên mà nếu như mà đã tải Zalo Pay về để sử dụng rồi thì đến 100% là người ta sẽ phải thanh toán, thì người ta mới cần thanh toán, người ta mới tải về. Như vậy thì cái điều kiện dùng này nó rất là ngặt nghèo. Mình nghĩ là nên bên nhà phát hành nên giới hạn cái điều kiện lại một tí. Ví dụ những tài khoản chưa từng nạp chẳng hạn, tài khoản trong tựa game này thôi nhé, chưa từng nạp, hoặc là đã nạp nhưng mà chưa từng nạp thông qua Zalo Pay chẳng hạn. Đó, thì nó có phải là ngon nghẻ hơn không, mà nó sẽ đến được với đại đa số người dùng. Nó như là một cái ưu đãi ở trong game, bởi vì nó vẫn có hạn mà. Và nó đâu phải là ai cũng có tài khoản Zalo Pay ở thời điểm hiện tại bây giờ mà chưa nạp từ game này đâu. Nhiều người như mình chẳng hạn, mình nạp rồi. Ừ, mình nạp rồi và mình nạp qua Zalo Pay luôn, bởi vì nó được giảm giá mà. Đấy, như mình thì chắc chắn mình không thể tham gia được. Nhưng mà nếu như giới hạn xuống như vậy thì mình vẫn có thể không thể tham gia được. Nhưng mà cái đối tượng nhắm đến cho người chơi tựa game này thì sẽ là nhiều hơn. Những cái người mà người ta còn chưa nạp đầu luôn cơ. Đây là cái gói cực kỳ ngon để cho người ta nạp đầu. Đấy, thế có phải là tốt hơn không? Chứ còn như thế này thì quá khó. Gần như là bắt buộc phải có một tài khoản Zalo Pay mấy tinh rồi còn gì nữa. Thế thì kiếm đâu ra bây giờ, như mình cũng vậy. Khó quá trời luôn. Và nó cũng là một trong những cái lưu ý để cho anh em, lưu ý cho mọi người, anh em để ý thật kỹ. Event này không phải dành cho tất cả mọi người đâu, nó chỉ dành cho một số người. Mà có lẽ là mình phải dùng cái từ là hơi bị low tech một tí. Ừ, không biết gì về các cái thanh toán online thì may ra mới có thể đáp ứng được cái nhu cầu này. bởi vì việc các bạn dùng một tài khoản Zalo Pay nhé, các bạn liên kết tài khoản ngân hàng, bởi vì có điều kiện liên kết tài khoản ngân hàng không? Tài khoản ngân hàng đó nhé, phải là tài khoản mà các bạn đăng ký bằng cái số điện thoại đăng ký Zalo Pay đấy thì mới được chấp nhận. Đó, nên các bạn không thể nào, tôi cũng có thể là một người có 3-4 số điện thoại. 3-4 số điện thoại thì có thể lập được 3-4 cái tài khoản Zalo Pay. Tuy nhiên tài khoản ngân hàng của tôi thì chỉ liên kết với một số điện thoại. Nên là gần như cái điều kiện này khó lắm, nên là không thể nào fake được đâu, đúng không? Chả có ai đi đăng ký một tài khoản ngân hàng cho một số điện thoại khác chỉ để đi nạp tiền để được giảm 40k cả, đúng không? Nó mất thời gian hơn. Cái này mình nghĩ là bên nhà phát hành nên du di xuống một tí, giảm cái ưu đãi của nó, giảm cái điều kiện của nó xuống một tí để cho nhiều người có thể tham gia cái sự kiện này hơn thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đấy, mọi người sẽ rất là chào đón luôn. Đấy, ok, đây là một số những cái hướng dẫn của mình để anh em có thể nạp cái sự kiện này, hay là những cái lưu ý cho những người chơi mà đang muốn nạp hay đang thắc mắc về sự kiện này nhá. Rồi, nếu như ai mà chưa có tài khoản Zalo Pay, hoặc nếu như ai đó mà dùng Zalo Pay mà chưa nạp hay chưa thanh toán cái gì thì cứ thử, anh em nạp thử sẽ được giảm giá nhá. Còn bây giờ thì có lẽ video này mình xin phép kết thúc ở đây thôi. Xin chào và hẹn lại anh em ở các video tiếp theo. Bye bye mọi người. Wherever love goes there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I,